Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lào Kỳ Kẹo Khải Khăm Phị Thun nhấn mạnh, du lịch đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế ASEAN hướng tới tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Việc thúc đẩy du lịch phát triển phù hợp với tầm nhìn ASEAN 2025 sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân trong toàn khu vực này. Cũng tại diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Tiến sĩ Cao Kim Huân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN duy trì động lực tiến bộ, tích cực trong phát triển ngành du lịch của khối. Ông Huân nhấn mạnh du lịch bền vững sẽ giúp bảo tồn môi trường, văn hóa và di sản địa phương, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của ASEAN. Diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch các nước thành viên ASEAN cũng như toàn cầu đang dần hồi phục sau tác động của đại dịch COVID-19. ATF 2024 là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa 10 thành viên ASEAN nhằm tạo không gian hợp tác để thúc đẩy khu vực này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu.